Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu các bạn đôi nét về các ngành đào tạo tại trường Nanyang Singapore. Đầu tiên là khoa du lịch khách sạn. Trường Nanyang cung cấp khóa du lịch khách sạn tốt nhất Singapore và trong khu vực. Tham gia khóa du lịch khách sạn tại trường, sinh viên có cơ hội học tập lý thuyết và hoàn thiện kỹ năng thực tế thông qua quá trình thực tập tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao, các khu resort, vui chơi, giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại Sing. Trong suốt quá trình thực tập thì sinh viên được nhận lương từ 800 đến 1.000 đô la Sing một tháng. Và kỳ thực tập này không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học hỏi thực tế mà còn mang đến cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Rất nhiều sinh viên của Nanyang đã được các nhà hàng, khách sạn giữ lại làm việc sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập. Tiếp theo là về khoa quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh tại Nanyang là lựa chọn số 1 cho những sinh viên muốn làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Khóa học này sẽ tạo nền tảng cơ sở cho sinh viên có thể thích nghi với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, những khó khăn phải đối mặt trong môi trường kinh doanh thực tế. Với những kiến thức thu nhận được từ khóa học và tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh thì sinh viên có cơ hội nhận được những công việc với mức lương cao tại cả Singapore và Việt Nam. Tiếp theo là về khóa học xây dựng. Khóa học kỹ sư xây dựng tập trung hướng sinh viên cách tiếp cận sáng tạo trong việc lập dự án, xây dựng và thiết kế và quản lý hiệu quả các khoản chi phí và tiến độ của dự án, trong khi vẫn đạt được các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, các yêu cầu về môi trường và các quy định khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp vững vàng cả về lý thuyết và kỹ năng thực tế, có thể tự tin tìm việc trong ngành xây dựng hoặc tự kinh doanh trong ngành này. Trường quản lý Nanyang còn đào tạo chương trình thạc sĩ MBA với các chuyên ngành marketing, quản trị nhân sự, dịch vụ y tế. Chất lượng giảng dạy và đào tạo được cung cấp bởi Nanyang và các học viện danh tiếng trên thế giới. Chương trình mang tính thực tế và được giảng dạy bởi các giáo viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và hiện tại thì Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Nanyang Singapore tại Việt Nam. Vừa qua thì Tân Đại Dương cũng vinh dự nhận được giải Agent tốt nhất Việt Nam của trường Nanyang. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về chương trình học phí cũng như là các chương trình học tại Nanyang Singapore thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0838 382080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com.